Good morning, class. I'm Mr. Vinh. Welcome to English Grade 5. I'm very happy to see you today. Are you ready? Let's start. Today is Tuesday, and we are going to learn lesson 1, and we will do the exercise. Okay, now let's start. Before we start the main lesson today, I want to review you the words that we learned yesterday. Trước khi vào bài mới thì thầy sẽ giới thiệu lại cho các bạn những từ mới mà chúng ta đã học ngày hôm qua nhé. Đầu tiên, cartoon. Cartoon. Phim hoạt hình. The news. The news. Đó là tin tức. Documentary. Documentary. Phim tài liệu. Channel. Channel. Đó là kênh, kênh truyền hình. Advertisement. Advertisement. Đó là quảng cáo. Remote control. Remote control. Đồ điều khiển TV. TV show. TV show. Chương trình truyền hình. Cell phone. Cell phone. Đó là điện thoại di động. Rồi một lần nữa chúng ta sẽ review lại 8 từ này nhé các bạn. Các bạn phải nhớ thật là kỹ 8 từ này trước khi chúng ta bước vào phần bài tập nhé. Cartoon. Cartoon. The news. The news. Documentary. Documentary. Channel. Channel. Advertisement. Advertisement. Remote control. Remote control. TV show. TV show. Cell phone. Cell phone. Rồi bây giờ thì thầy đã chắc rằng các bạn đã thuộc hết 8 từ vựng của chính từ 1 rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần exercise. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ vào phần bài tập số 1 của Unit 11, Something New to Watch. Lesson 1, Words. Bài tập số 1 của chúng ta, đó là chúng ta sẽ read and circle the words. Các bạn ở đây người ta có trong cái TV và dòng dòng những cái TV này là những chữ mà chúng ta đã học và chúng ta vừa mới được ôn lại. Chúng ta sẽ đọc nghĩa, đọc cái này và chúng ta sẽ chọn ra cái từ nào thích hợp nhất thì chúng ta điền vào và bên tròn. Vậy nhá, thầy sẽ làm mẫu cho các bạn một câu. Câu number 1, when you switch on the TV, you can see lots of different. Khi bạn bật TV lên, bạn có thể xem rất nhiều cái gì khác nhau. Thì ở đây hãy xem ví dụ của bạn. Số 1, you can see lots of different shows. Thì các bạn sẽ phân tròn chữ show. Rồi, à, ghi chữ shows cho các bạn dễ ha. Rồi, còn lại, những câu còn lại. À, a show for children with moving pictures. À, một chương trình cho trẻ em với những cái bức tranh di động thì các bạn có thể suy nghĩ rồi, đó là chương trình gì nha các bạn nha. Rồi, đây là chúng ta đọc hiểu 8 cái từ này và chúng ta điền vào cho thích hợp thôi, nó cũng khá là dễ. Và phần số 2, phần bài tập số 2, đó là write, use the words above. Các bạn viết cái đoạn văn này và các bạn điền từ vào. Và đó cũng là những từ mà chúng ta đã học. Các bạn thấy không? Cái bài này nội dung là chúng ta ôn lại từ, sử dụng từ như thế nào đó, chúng ta nhớ từ. À, cái này là nói về words, từ vựng thôi. Rồi, vậy thì thầy sẽ làm cho bạn một ví dụ nữa. À, các bạn nhìn nha. Yesterday, we watched. We watched some different TV. Ngày hôm qua chúng tôi đã xem different TV. Thì chúng ta cái từ vựng TV các bạn. TV shows.
TV shows. Right. Vậy thì các bạn đọc và điền những từ tiếp theo nha. First, my sister and I watched gì đó. Because my sister loves the funny drawings. Right. Các bạn điền từ vào cho thích hợp. Và thầy sẽ có một phần bài tập extra nữa cho các bạn. Thì luôn luôn như vậy, thầy sẽ có một phần bài tập extra cho các bạn để giúp các bạn có thể nhớ từ hơn và có thể giúp các bạn tự suy nghĩ ra và mình đặt câu với những từ mình đã học. Điều đó giúp cho các bạn dễ nhớ từ hơn và cách biết cách sử dụng từ một cách thuần thục để các bạn có thể sử dụng những từ này chúng ta nói. Rồi các bạn nhìn ha. Make the sentences with these words. Các bạn hãy đặt câu với những từ mà thầy đã cho. Thầy cho những từ là cartoon, advertisement, remote control, cell phone và the news. Đây là 5 từ thầy cho và thầy sẽ làm mẫu cho các bạn một câu với từ cartoon. Right. I like watching cartoon with my friend. Tôi thích xem phim hoạt hình với bạn của tôi. Vậy thì các bạn hãy đặt những câu còn lại với từ advertisement, remote control, cell phone và the news. Rồi, vậy thì bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng là các bạn có thể nhớ từ những từ này và các bạn có thể áp dụng những từ này một cách thuần thục. Rồi, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Goodbye class, see you tomorrow.